Hôm nay mình sẽ dẫn tất cả mọi người đi vào một cái farm hái trái cây nha các bạn. Ở đây là táo và rất là nhiều trái. Bây giờ mình sẽ đi check-in. Đi mọi người ơi. Rồi chữa. Đây đây, cả gia đình bây giờ đang đi tới đây xem coi nó có cái gì nha, để cho mình hái ha các bạn ha. Ok, bây giờ mình thấy cái bảng ở đây đây. Đây, cái mùa này nó có dâu, ở đây nó trồng dâu, blueberry, táo, blackberry, cherry, nho, đào và redberry. Thì hình như mình nghe nói là mùa này có blueberry với táo với mùa này hình như không có nho anh ha, với mơ trái đào á, với mơ á đó. Rồi bây giờ mình vô check in đi vô. Ảnh ở cái nơi đây nè các bạn. Đó, có cái chỗ mà mình để mình ngồi mình ăn bạc tiên ngoài trời ha. Rồi đây là khuôn viên để mình đi vô mình check in và xin bọc để đi hái trái cây. Ok. Hồi có mấy cái xe như thế này để cho mình đẩy. Rồi. Sao vậy chị đó, check in sao rồi? What do you have today? So we have blackberries and we have donut peaches that are available to pick. Okay. Đây là cái vườn táo, nhưng mà táo này chưa có bẻ được, chưa có hái được. Nhưng mà táo này là táo xanh. Bây giờ mình sẽ đi lại gần mình quay cho các bạn xem nha. Đó. Cái xe các bạn. Đấy, rồi. Cái xe bỏ lên, bỏ hành lý lên. Bỏ lên. Không lên nè. Rồi vậy đẩy đi. Bác nông dân đi hái trái cây đi. Ok. Táo nè. Đây nè, táo, wow, quá trời luôn. Coi nè. Ôi. Ôi, táo nhỏ nhỏ. Trời ơi. Bạn coi nè, wow. Wow. Hết biết luôn coi nè. Trời ơi, coi nè các bạn. Ui. Nó có cái phần tưới nè các bạn. Có nước tưới tự động á. À, các bạn hay không? Nó có phần tưới cây tự động. Dạ. Wow, cái dây nè. Wow. Hết biết luôn. Wow. Phải mê quá. Trời ơi. Ui. Quá trời luôn. Ủa, các bạn xem nè, dày hai bên luôn. Nhưng mà cái này nó chưa tới mùa. Cái này chắc tháng 2 tháng nữa, 1 tháng hoặc 2 tháng nữa mới có trái ăn. Quá trời trái các bạn, chị thấy nhiều ha. Trời ơi, đây nè. Trời ơi, trong đây nè. Wow. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, nhìn thấy ham quá à. Đây, dài đây. Nhóc luôn. Táo. Đúng rồi, nhưng mà em quay cái táo cái chị. Trời ơi, táo nhìn mê quá mà. Trời ơi, các bạn xem nè. Cái táo nè. Trời ơi. Đẹp quá. Đi. Go go. Nó kêu bộ đi. Nó không chịu. Đó, trời ơi.
Sáng nó đi bộ đi chứ không ngoài vậy. Đi lẹ lên con. Đi đi nè. Nghe quá trời táo rồi nè. Ôi. Chết. Đâu có hái đâu, em quay. Ôi. Wow, quá trời. Đây nè, dài dài nè các bạn. Quá trời nè. Ủa các bạn ơi, nhìn cưng quá à. Trời, táo này táo xanh, táo này táo xanh. Trời ơi, coi nè, nó chùm nè, ông nội ơi. Trời ơi, mình bẻ chắc ra nó phạt mình chết quá. Các bạn ơi, nhìn ham quá. Coi nè. Wow. Ý, đằng này có trái chín nè chị. Đằng này có trái chín nè. Trời ơi, coi nè chị. Trời ơi. Hết biết luôn. Đang đi hết rồi. Đang đi bộ, đi vô cái chỗ hái mơ. Mơ là bên Việt Nam mình, người Bắc gọi là mơ, còn người Việt Nam, miền Nam gọi là đào. Cái góc bên này cũng là táo kìa chị. Phải không kìa? Đó. Bên này là đào vàng, bên này là đào trắng. Dạ, đào trắng là đào gì vậy không biết luôn. Đi con, hãy đi à. Có đào, có trái là trắng. Ơi, bây giờ mình đi tới cái chỗ này là táo gia la hả chị? Gia la. Gia la. Nó đỏ, mình quay phim thôi. Cho ăn à, nó không cho hết. Đó, qua đây. Các bạn nhìn nó đỏ nè các bạn. Hái ăn đi. Nè, chín chưa? Chín rồi. Chín rồi. Đỏ vậy là chín rồi. Chưa biết nữa. Nè con, nè con. À. Ừ, ăn đi. Cho mẹ ăn trái đi. Ngọt. Cho mẹ ăn trái. Ngọt rồi nè. Ừ. Ngon quá. Nó giòn quá, ngon quá. Nấu rồi mọi người. Đây mình đang ăn mà. Ngọt quá à. Ngọt ngọt, giòn giòn. Các bạn xem mà. Ướt trên đậu luôn. Rồi táo. Có chút xíu à. Mày quá trời trái. Giòn, ngon quá. Đi con. Thanh đi. Ghê là táo ghê là. Dạ là. Ok cái táo ghê là. Ngon quá. Dạ. Rồi bên đây. Rồi. Nó có hen, cái này nè. Thích đó. Mua lại kìa. Đứng này. Đó, mua nó. Yeah. Ừ đó, nó lại đó. Yêu đó. Wow. Đó. Yeah. Mu trời ơi, gùi nó bu lên mũi quá trời luôn kìa, ghê quá. Trời ít, gùi bu. Ghê quá. Chạy cho mơ. Mu. Khu vực này rộng quá các bạn ơi. Đi. Thôi đi vô, ý, ghê quá. Gùi không mà ghê quá, gùi. Gùi ghê quá. Gùi không. Nhớ đừng quên đăng ký like, subscribe, ủng hộ kênh cho mình nha. Nếu các bạn còn muốn xem tiếp chặng đường mà mình sẽ hái được những trái gì nữa thì hãy bấm thêm cái chuông để khi mà mình up video các bạn sẽ là người đầu tiên nhận thông báo nha. Cây đó nó mới nhiều trái. Cây này mới nhiều trái nè. Nhưng mà không có chín. Ok, trái này. Đó, mình bẻ được trái rồi các bạn. Lúc nãy là em bấm rồi Phương.